Đây là cái bài dịch xin nhà của em lùa ra cho nó tắm, cho nó tắm nắng nè. Để nhốt trong chuồng hoài. Ta dịch xin ta nha. Dịch xin ta nó bự con mà. Nó bự chà bá. Còn con này con dịch xin Pháp. Mới thả ra nó còn lạ nha, cho nên là nó không có năng, nó còn nhát. Em lên đùa cho nó ra ngoài cho nó ăn. Đây cho nó ra ngoài cho nó ăn cho thoải mái, để trong này nó hầm. Đây vịt xin tao nha các bạn, đó thả ra ngoài cho nó thoáng. Đây anh chị nào có nhu cầu mua vịt xin gặt, vịt xin tao địa phương cứ alo cho em nha.